đồng bọn. Ông trong bờ ông ở đâu đây? Làng ở sau làng có nguyên cái ruộng trồng lúa. Nguyên cái ruộng nguyên phong. Khu này đang hái đậu xanh. Này ruộng đậu xanh. Đậu xanh này trồng không tốt, cây nhỏ. Lúa chín rồi cũng còn phải xịt thuốc nữa.
chất bán hàng. Ở đây nhìn thấy trống vậy chứ năm sau mấy cây tràm nó mọc lên rồi hết nhìn, hết nhìn thấy. Cây tràm con thì là năm sau là nó mọc cao lên hết thấy gì luôn, hết thấy cái cảnh này. Thank you.